Đây, 6040 nha các bạn, 6040 bánh bơ luôn. Đó, đây là chắc cũng lần đầu tiên mình quay được 6040 bánh bơ đó. Hồi nào giờ thì quay 6040 bánh hơ, chạy khô, chạy nước thôi. Bánh bơ thì chắc đây là lần đầu tiên rồi. Hai chiếc nha các bạn. Đấy, đây cũng bánh bơ luôn. Hai con này thì đều là bánh không nhỏ hết. Ở đây là Tri Tôn An Giang. Cái khúc này thì nó cũng giáp với Giang Thành Kiên Giang rồi. Mình cũng không biết gọi nó là xã gì nữa. Đã chưa 6040 đây trơn cặp luôn ta. 6040 này bắt đầu nổ thông số nha các bạn. 6040 này máy V2403. Bít tông 1 lồng bít tông 87 4 máy đó. Nó là công suất 2.4 lít. 2203 thì cũng bít tông 87 nhưng mà 2403 này thì cái chiều dài buồng đốt nó dài hơn. Chiều dài buồng đốt nó tới 110 mấy gì đó. Cho nên dung tích nó lớn hơn. Nhưng mà đường kính thì cũng chỉ có 87 thôi. Đã chưa hai con luôn ta. Sướng ta con này đâu tạ con kia thì như đeo lâm ủi hay gì kìa. Đồng này mình để ý rồi. 6040 quá nhiều luôn. Nhiều hơn 5018 nữa. Bánh bơ này không biết là xi hay là inox ta. Bóng lưỡng luôn kìa, hình như inox luôn cái gì á. Đã. Kìa. Yeah. Sướng vậy. Hình như inox luôn. Bánh này bánh 4 tắc. Con này đeo lâm ủi. Lâm nhỏ. Bánh này 4 tắc, bánh bơ này 4 tắc. Ồ, cái này mà mang vỏ hông lớn vô chắc đã chứ ta. Mang vỏ hông lớn lên thì đi bánh bơ này nó hơi nặng chút xíu. Nhưng mà nói là nó ngay thì mang bánh bơ thì không cần phải lên vỏ hông lớn làm gì. Đã chưa? Không có nghe hú không? Có ông dầu luôn kìa. Đây nè các bạn, ông dầu bên học sinh nè. Đàn này chắc 2m. 2m phụ bì. Thường đi bánh lồng với đi bánh bờ thì ít qua mang dàn lớn lắm. Mang dàn cỡ 2m là nhiều, 2m là bông sớ còn 1m8, 1m9. Trong mấy cái dòng Kubota mà hay gặp này nè, từ 4508 trở lên đó thì chỉ có một mình thằng 6040 là có turbo thôi nha các bạn. 7040 cũng không có turbo. 6040 nó xài turbo là lý do là do nó xài máy 2403. 2403 này nếu như mà không tính turbo thì công suất thật nó chỉ có 40 mấy 50 ngựa thôi. Có turbo để lên được 60 với 70 ngựa là trên máy cắt 60 70 đó. Hai tà này chạy cũng lay gai ha, chứ không nhanh, không giỏi. Sáu không bốn không bây giờ thì mình cũng đang ngóng đi tìm con 6040 hay xíu sớ đi quay để coi nó sớ cái đường sao. Mà chưa gặp con nó thì mới ra năm 2019 đi thôi. Đó, đầu dưới đó, đầu hoành lên rồi đó. Đất ở đây thì toàn đất dây nha các bạn, mấy cái vùng này dùng kinh tế mới cho nên toàn là đất dây thôi. Một dây nhẹ gì cũng cả chục công. Đa số con dây là 20 hai mấy công là nhiều. Bánh bơ sáng cực nhìn đã.
6040 đời mới 2 số sớ thì nó có hai cấp số sớ cũng như bình thường, nó cũng giống như thằng 5000 VN thôi. Cũng 540 với 750. Chạy dòng tua máy 2000 mấy, hay hình như là 2003 trở lên là nó mới đạt đủ 740 với 550. Con này qua tới rồi nè. Sướng mắt hai cái bánh bờ này chưa. Đây để mình thôi cho các bạn hình dung cái miếng đất này nha. Đây, này là đầu dưới đó, đầu bờ dưới đó. Đấy, thâu ngược lên bờ trên nè. Khoảng nửa cây số. Quay mấy đất dây này thì nó hơi khó vậy đó. Máy chạy đường dài cho nên không có quay được nhiều góc. Đó, vô khung hai con ở đây. Cũng có bạn hỏi mình giữa con này với 357 của dân ma thì chọn con nào, thì nó cũng nếu mà so ra hai con thì nó cũng 1-9-1-10 thôi. Con 357 thì nó không có tục bô nhưng mà máy bít tông nó tới 94 lận. Nhưng mà nói nào nói ngay thì con 357 dòng tua nó có 2002 rồi nha các bạn. Với lộn 2004 rồi nha. Nó có thể tua máy nó thấp nhưng mà không biết cái tỷ số truyền trong hộp số nó thì chậm hay lẹ, cái đó mình chưa có nắm chính xác. Nói chung thì hai dòng nếu các bạn chọn này có thể là chọn theo sở thích với giá tiền thôi. Một là dân ma, hai là Kubota. Giữa hai dòng này thì nó cũng xê xích mà con này thì công suất thật của nó thì chỉ khoảng 58-59 thôi à. 357 thì công suất 57. Nhưng mà nếu mà so về đồ chất lượng thì thằng Giang Ma đồ nó chắc hơn. Nhưng mà cái giá tiền nó lúc mà thay thế sửa chữa thì nó cũng khá là chua á. Còn Kubota này thì giá tiền nó cũng cao nhưng mà được cái là nó có đủ đồ, nó nhiều đồ để thay thế hơn. Có thể nói đúng hơn là nó nhiều lựa chọn hơn đó. Sướng mắt. Thằng 357 nó được cái nó là 16 van đó nha các bạn. Còn 6040 này thì 4 van bình thường, như lồng 8 van bình thường. Nhưng mà có tục bô. Thì tua máy của 6040 này thì 2006. 357 thì chỉ có còn 2004 rồi. Nó lên máy lớn dòng tua nó thấp xuống. Cái tầm 94. Đó. Cặp trời cho mà, cặp trời sinh. Sướng. Chạy nhìn đẹp không? Con này dí dạ. Cũng tùy đồng, tùy cách làm á.
như vậy thì người ta sớm ăn tắt khô, tắt nước hoặc tắt khô đầu, thì tắt hai này có nước vô cái đầu người ta chạy chạy chục rồi, chạy chục rồi chạc luôn. Còn cái này thì vô đánh tắt hai bánh bơ luôn, sớm tắt hai luôn. Hai anh tài này chạy tương đối đều ha, không có nôn mà cũng không có thúc lắm. Trắng